vốn hóa Microsoft vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ nhờ lạc quan về mảng đám mây. Giá trị vốn hóa của Microsoft có thời điểm vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ tư, sau khi hãng phần mềm lớn nhất thế giới dự báo lạc quan về mảng kinh doanh điện toán đám mây, cloud computing. Theo tin từ Reuters, doanh thu và lợi nhuận quý một mà Microsoft vừa công bố đều vượt dự báo của giới phân tích, nhờ nguồn thu bất ngờ tăng từ hệ điều hành Windows và sự tăng trưởng ấn tượng được duy trì ở mảng đám mây lĩnh vực hiện đã mang về cho Microsoft doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Giá cổ phiếu của Microsoft có lúc tăng 4,4% trong phiên ngoài giờ, đạt 130,54 đô la Mỹ trên cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa của công ty qua ngưỡng 1.000 tỷ USD. Hãng công nghệ Apple hiện đang có mức vốn hóa 980 tỷ đô la Mỹ, đứng sau Microsoft. Mấy tháng gần đây, ba ông lớn gồm Microsoft, Apple và Amazon thay nhau nắm giữ ngôi vị công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất của Mỹ. Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu Microsoft đã tăng 23%. Trong 5 năm qua, Microsoft đã có sự dịch chuyển ngoạn mục nhằm giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm chủ lực trước kia là hệ điều hành Windows và thay vào đó đẩy mạnh mảng dịch vụ dựa trên đám mây. Azure, sản phẩm đám mây chính của Microsoft, cạnh tranh mạnh với đối thủ dẫn đầu thị trường là Amazon Web Service, AWS, để cung cấp năng lực đám mây cho các doanh nghiệp. Quý một năm nay, tăng trưởng doanh thu của Azure đạt 73% giảm từ mức 76% đạt được trong quý 4, nhưng vẫn là một con số rất khả quan. Giới phân tích dự báo Azure sẽ mang về cho Microsoft 13,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu trong tài khóa 2019, với mức tăng trưởng cả năm đạt 75%. Doanh thu từ Windows tăng 9% so với cùng kỳ 2018, vượt dự báo và là cú lội ngược dòng từ mức giảm 5% trong quý 4. Tuy nhiên, báo cáo của Microsoft có hai điểm gây thất vọng cho giới đầu tư, thứ nhất Doanh thu ở mảng trò chơi, gaming, bao gồm máy chơi Gamesbox, chỉ tăng 5% so với mức tăng 8% của quý trước và thứ hai, doanh thu từ thiết bị Surface tăng 21% so với mức tăng 39% của quý tư năm 2018. Tổng doanh thu của Microsoft trong quý tăng 14%, đạt 30,57 tỷ đô la Mỹ, vượt dự báo 29,84 tỷ đô la Mỹ mà giới phân tích đưa ra trước đó. Lợi nhuận dòng đạt 8,81 tỷ đô la Mỹ tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái.